đang chơi vào cái vườn cam luôn cả nhà. Mùa này là hình như là gần cuối mùa cam rồi đó cả nhà. Mình đi quay cảnh vườn cam cho cả nhà coi nha. Mình thấy cảnh này cũng đẹp lắm, mình nên quay cho cả nhà coi. Rất là đẹp luôn. Dốc thì cũng rất là cao luôn. Điện cây quế nha, mà không biết là cũng có một số người biết, số người không biết thì cùng theo dõi điện cây quế là ở đâu nha cả nhà. Wow, ô cảnh nó đang hưởng tình luôn cả nhà. Thời đó giờ thì mình tò đi trong trong đồng, trong trong đồng chăm sóc không cả nhà. Hôm nay thì mình chẳng cả nhà lên núi nha, đây em cầm tiếp cho anh nè. Rồi đây, đây đây sách cho. Đây. Wow, cam nhiều trái rơi luôn á. Mà theo thằng biết á là mùa này là gần cuối mùa cam rồi đó cả nhà. Nếu mà đợt này người ta thu hoạch đó là hết cam luôn. Chứ nếu mình đi đợt đầu á, nếu như anh lên xe chạy xuống. Mình đi đợt đầu á là cam nó còn nhiều hơn nữa. Đi bên nào ta? Bây giờ xe chạy bên kia. Thấy con chó nó giỡn cái dễ thương quá. Nó chạy làm chi vậy? Thế mà mình không à. Im con. Ngoan ghê. Người ta đang giỡn và chọc người ta kỳ ghê luôn. Ý, cả nhà ơi, cả nhà biết cây này là cây gì không? Cái này là cây chanh cái gì? Cây tiêu. Đây. Cây tiêu nó quấn quanh cái mát này luôn nè. Mình không biết cây gì, nhưng mà thằng biết cây này cây tiêu xanh. Tiêu xanh mình hay mua gà về mình nấu lẩu gà nấu tiêu xanh. Wow, cái khung cảnh rất là đẹp luôn, thơ mộng luôn. Nhưng mà mùa này thằng đi thì không có suối nha. Không có một miếng nước suối luôn, nó khô hết luôn, nó khô cạn luôn. Bây giờ mình sẽ quẹo lên thôi. Lên cái dốc rồi, thắng rồi. Wow, ở trên đây có cái chỗ đẹp quá nè. Đây, mình thấy rồi. Ở trên đây hình như là mới làm đó cả nhà ơi. Đợt hổm thằng có đi nhưng mà chưa có đẹp như bây giờ. Thì hôm nay thằng đi thằng thấy là phía bên trên á có làm mấy cái cục đá mà tô giác vàng, màu vàng á. Cái nhà nhìn rất là đẹp luôn. Kìa, anh quay cho cả nhà coi đi. Hiện giờ đang đi trên mây. Mình đang lên lẫn trên mây luôn. Ở dưới này cũng có mây á. Ở cái vườn cam quá trời rộng luôn á. Mây cái nha. Tới rồi nha. Chưa nha, chỉ tới là cái cục đá mà dát vàng thôi nha. Đây. Đẹp ghê luôn á. Cái này là mới làm được hả, mình đi chưa có. Nhìn đẹp quá à. Ở trên đó thì có tượng mẹ nữa. Còn phái đoàn của mình thì trên đó ba người nha. Mình quay lên phái đoàn của mình đi. Wow, cả nhà ơi, ở đây có cây đông bông hồng giống nhà mình nè. Một nhánh mà nó tỉa ra nhiều bông lắm luôn nè cả nhà. 1, 2, 3, 4, 5, 6 luôn, 7, 8, 9 luôn, nhiều hơn của mình luôn á, nhìn đẹp ghê luôn á cả nhà. Đây, thằng rất là thích tu hậu luôn, có gì mê lắm luôn á. Đây thì mình cũng sắp tới, cái này là cái đường lên địa chơi quế còn 700m nữa nha cả nhà. Cái này là mình tới quán nước cho nhỏ thôi. Mình ghé mình dùng nước cái đi rồi tính sao. Uống gì cô hai? Giờ mới uống gì nữa. Uống trà đá đi. Uống trà đá là dễ dạ. Dễ nhất. Nấu chứ lạnh đi. Dạ. Chứ lạnh không được. Chứ lạnh đi. Chứ lạnh đi. Chạy đi. Chạy hồi nghe tổ rồi. Đây anh 12 khoe cho cả nhà ơi.
Đây cả nhà ơi, đào lộn hộp nha. Đó, được mấy hộp nha. Này mình lụm về nhà mình nướng cho cả nhà coi nha. Hết hả? Đây, cái cây. Ôi, cái cây cổ thụ luôn. Bự như cây cổ thụ. Đầu vàng này ăn sống nó đỡ chát hơn đầu đỏ. Đỏ ăn nó chát. Đầu vàng vàng ăn còn ngọt ngọt. Luôn. Về nhà mình quay nướng. Đây cả nhà, đây là cái dốc mà mình lên điện cây quế nha. Cái dốc thì cái dốc này là gồ ghề nhất luôn, nhưng mà cũng đây mình đang lên cái con dốc này nữa là sẽ tới trên điện cây quế nha cả nhà. Cái dốc này thì rất là gồ ghề luôn nha. Cái dốc là cao luôn á. Mà chỉ vừa một người đi thôi. Đi tới đây nó khỏe cho cuối cùng thành công đã chinh phục được tới điện cây quế rồi nha. Chiến thắng rồi. À, chị em mình chiến thắng rồi. Còn cô hai với Dưỡng hai kìa, cố lên. Sắp tới rồi. Rồi, mình đã thành công lên tới rồi các bạn. Thì mình đi lên cúng, mình có mua thêm một ít bông để lên cúng nha cả nhà.
nó là chú bè. Bè là tới bè nuôi.